là Phật tử Trọng Vũ Thảo nghĩ tưởng đến mẫu thân và bà nhân mùa an cư năm 2024 và noi gương Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên làm lễ siêu độ trợ tiếng cho hương linh cụ bà Lê Thị Tre, pháp danh Diệu Hoa, sanh năm Kỷ Mão, giảng sinh ngày mùng 4 tháng 11 năm Quý Mão và 16 tháng 12 năm 23, hưởng thượng thọ 85 tuổi. Rồi đồng thời cầu siêu cho thân phụ là cụ ông Phan Văn Đậu, pháp danh Nhật Pháp, giảng sinh ngày 10 tháng 8 năm 2016, cho chú là Phan Ngọc Thạch, pháp danh Minh Kim, giảng sinh ngày 8 tháng 8 năm 22, và anh là Lai Minh Hiệp, giảng sinh ngày 28 tháng 5 năm Giáp Thìn, hưởng dương 50 tuổi. Là những người Phật tử đó thì chúng ta đã hiểu Đức Phật dạy trong hệ thống kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Thì theo kinh điển Pali đó, thì sau khi chết đó, thức tái sinh đó sẽ có mặt trong bào thai và trung bình 10 tháng sau đó đó trở thành một con người mới, vì chết theo đạo Phật không phải là dấu chấm cuối cùng. Theo đạo Phật Đại Thừa và bắt đầu từ Luận Câu Xá thì thời gian nhanh đó, là trong tích tắc sau khi chết sự tái sanh được diễn ra. Thời gian muộn đó, tối đa là 49 ngày. Thì phối hợp cả hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa thì chúng ta biết là trong trường hợp của bốn hương linh nêu trên theo lời Phật dạy cũng đã đi tái sanh hết rồi. Thì như vậy thì lễ hôm nay đó chủ yếu là lễ tưởng niệm. Tưởng niệm đều gồm có hai ý nghĩa. Thứ nhất, tất cả những người con, những người cháu nghĩ tưởng đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và tình thân quyến giữa những người trong cùng huyết thống, vì ở chung một mái nhà, có cùng gen di truyền thì nhân duyên cộng nghiệp của nhau làm cho chúng ta có mặt ở trong ngôi nhà đó, sống cùng nhau với các hạnh phúc chan hòa. Ý nghĩa thứ hai đó là nương theo lời Phật dạy làm các công đức hồi hướng để tưởng niệm nhân danh người đã ra đi, nhất là lúc còn sống ấy, thích làm việc gì thì khi chúng ta tưởng niệm nhân danh người đó để làm các công việc đó. Thì đó là hai ý nghĩa người tu học Phật cần phải nhớ. Và để cho lễ tưởng niệm được trọn phần giá trị của nó đó, thì thân bằng quyến thuộc dâng lòng thành kính hướng về thân mẫu, thân phụ, chú và người anh, và hồi hướng các công đức phước lành để cho người đã ra đi rồi đó hưởng được cộng hưởng công đức. Thì đây là tinh thần Phật dạy trong kinh điển, đặc biệt đó là kinh Địa Tạng. Điều thứ hai đó là thân bằng quyến thuộc chúng ta phải gạt qua nỗi đau tử biệt. Nhất là khi mình đang nhìn thấy người thân là mẹ, là cha, là chú, là anh đang khỏe của ngày hôm trước, tuần trước, tháng trước, bỗng dưng người đó
vĩnh biệt ra đi. Phần lớn các cái cuộc ly biệt của sống và chết đó, thì những điều cần nói thì chưa kịp nói, những điều cần nghe thì chưa kịp nghe, cho nên người ở lại đó còn có ý thức nên rai sức rồi lo lắng, đôi lúc đó, là gom cái nỗi đau về phía mình, nghĩ rằng là do mình chậm trễ hoặc là sơ sót hay là thế này thế kia cho nên cái chết mới diễn ra. Thực ra thì nhân duyên của cái chết không hẹn ước cùng với chúng ta, mặc dù ai cũng biết là mỗi người sẽ phải chết, nhưng mà chết vào thời điểm nào á thì cái biệt nghiệp của mỗi người quyết định lấy, chứ không lệ thuộc vào sự can thiệp của ai hay là sự chủ quan của ai. Do đó chúng ta gác lại các nỗi đau quy kết về mình và tập trung vào việc làm công đức phước lành để hồi hướng cộng nghiệp theo lời Phật dạy. Điều thứ hai đó, mình phải nhận ra rằng là những sự tiếc nuối do kính thương thì nó cũng chỉ là trạng thái tâm lý thôi, cũng không thể làm cho người đã chết sống lại. Và theo Đức Phật đó, thì như đã nói, người chết đều phải tái sinh, không có ai là mất hẳn. Mặc dù rất nhiều tôn giáo cho rằng là sau khi chết con người không quay lại quả địa cầu này lần thứ hai, đó là cái quan điểm riêng của một số tôn giáo. Còn Đạo Phật thì cho rằng là chúng ta sẽ quay lại trong cái vòng bánh xe sự sống, như là một cái luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng là có hai dạng, năng lượng vật chất và năng lượng tâm. Năng lượng vật chất thì có thể nhìn thấy được, sờ mó được. Nhưng năng lượng tâm thì chỉ có cảm nhận được, nhưng mà không có xúc chạm được. Cho nên chúng ta rất là khó tin. Và các hiện tượng thần đồng hay là nhớ biết được những kiếp trước vanh vách là một bằng chứng gián tiếp về việc chết không phải là hết. Cho nên đó, tại sao cũng là song sinh hai hay là song sinh ba, song sinh tư, mà cá tánh không có người nào giống người nào, mặc dù sự nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở mỗi người nó chỉ chênh lệch nhau có một vài phút thôi. Đó là vì do hệ biệt nghiệp của những người đó khác nhau ở kiếp trước, nó tạo ra cái sự khác biệt ở kiếp này, rồi cộng với môi trường sống, rồi phong tục tập quán tôn giáo, những người mà chúng ta tương tác giao tiếp hàng ngày cũng góp phần tạo ra một cái hệ cộng nghiệp mới hoặc là biệt nghiệp mới, tương tác với cái cộng nghiệp và biệt nghiệp trong kiếp quá khứ để nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là lối sống của kiếp này. Thì thầy nhắc sơ như vậy để lễ tưởng niệm thật sự mang ý nghĩa nỗi khổ niềm đau của tử biệt phải khép lại, và tất cả những người chết đã tái sinh. Mình là người đệ tử Phật phải tin vững chãi điều đó, mặc dù các tôn giáo khác có thể nói cách này cách kia, đó là cái cách tiếp cận riêng. Còn mình tin Đức Phật là bậc tuệ giác vượt trội, cho nên những chân lý khám phá của Ngài công bố cho chúng ta đó cũng mang ý nghĩa đó. Và giờ phút này đó thì mời thân và quyến thuộc cùng với tăng đoàn và ni đoàn làm lễ siêu tiến cho bốn hương linh vừa nêu.